Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Hôm nay mình lại xuống nhà của ông Hoàng nữa rồi cả nhà ơi. Hả? Hoàng thấy sao anh xuống vui không? Vui. Vui sao mặt mày buồn hiu vậy? Vui sao không? Vui. Mày mới ngủ dậy phải không? Đúng rồi, nãy em mới ngủ dậy. Vậy sao nãy anh nghe nói đi mua bánh? Em ngủ, em đi bánh là cái gì em ngủ nữa. Đấy, anh thấy trên lòng. Thấy chưa? Đi ngủ rồi, rồi mua bánh về ăn xong ngủ nữa. Chắc là mộng du á. Hả? Mộng du mà đi ăn luôn. Thì hôm nay Mập với lại Tấn á nha. Yến thì nó bận đưa con nó về nội chơi rồi nên không đi chung với anh em mình xuống nhà Hoàng được. Với lại nay có Lộc nè, còn bên đây là chú ba của Hoàng, chú thứ mấy con quên mất tiêu chú. Ừ đúng rồi, chú Sáu. Đó. Thì hôm nay anh em mình kéo xuống đây có một lý do cả nhà. Lý do gì bật mí các Hoàng? À em đi mua xe. Ừ, mua xe. Đó, bữa Hoàng ăn mấy con vịt xong, bữa nay có tiền mua xe luôn, cái nhà thấy ghê không? Đó, thì Hoàng cũng mật mí rồi, Mập cũng không còn bí mật nữa cả nhà. Thì hôm nay Mập sẽ xuống đây ghi hình lại quá trình mà đi mua xe của Hoàng, mua xe gì mật mí cả nhà đúng không? Dạ, AB. AB hả? Dạ. AB là cái gì? AB Black? AB. AB. AB gì? Xe gì? AB. Đó, thì lần này là mình xuống nhà Hoàng cho Hoàng đi mua xe AB. Còn vài bữa nữa mình sẽ ra nhà Tấn cho Tấn đi mua xe AB luôn. Yeah. Đúng không? Em thích màu gì? Dạ, yeah, thích màu đen. Màu đen nữa hả? Yeah. Sao nào cũng chọn màu đen chứ vậy? Hôm nay em đổi màu rồi. Hôm nay màu gì? Tại em thấy màu đen bóng nên em đổi màu xanh hoặc là xám. Xám hả? Xám xi măng em. Mà mỗi màu nó sẽ là một giá khác nhau á. Dạ, đúng rồi. Ừ. Là bữa hổng mà mình hỏi là em hỏi là màu xanh. Thì tâm sự cả nhà luôn là bữa là Mập với lại Hoàng là có đi ở trên Sài Gòn là coi xe trên đó luôn. Nhưng mà ra cửa hàng xe thì người ta cũng báo giá cho mình luôn là bữa chọn màu xanh đó là nếu mà làm biển số tỉnh đó, là 60 mấy triệu á cả nhà, 63 triệu. Còn làm biển số Sài Gòn là 68 triệu. Đó mà nhặt cái là người ta nói là một tháng mới có biển số với lại phải gửi xe về đây gửi xe lên nữa thấy nó bất tiện quá. Xong mà hôm nay là có rủ anh Lộc là mấy anh em bắt cái xe, nói chung là anh Lộc là người lái đi xuống đây để chở Hoàng đi ra mua cho nó tiện đó nha. Thấy anh nhiệt tình không? Nhiệt quyết luôn. Thấy Lộc nhiệt tình không? Nhiệt tình. Cảm ơn anh Lộc đấy. Không mấy anh em mình cùng nhau trên cái xe máy lên cái xe hơi á để mình không có chạy km nào khi ra khỏi cửa hàng. Anh Lộc thì anh hơi hư cấu một xíu cái dạ. chú nghe nó quản mua xe chú mừng không? Mừng chứ, nó còn nó sắm được thì tôi cũng mừng lắm chứ. Dạ. Cũng nhờ anh em giúp đỡ nó chứ có dạ. Phương tiện đi tới lui. Dạ. Vậy cũng mừng mà kẹt giờ nay cũng mất đám theo mất đám là cũng đi với con ấy rồi cũng thôi giờ để mẹ nó đi. Dạ. Giờ chú thì mất đám chứ không phải tốn. Trời ơi có công chuyện ấy có gì đâu chú ơi. Đi mua con đi lựa màu rồi dạ. Cho nó hợp lý. Nhưng mà chú thích màu gì? Theo màu đen, thấy màu đen là cũng ngon á. Dạ. Màu đen là nó cũng như lâu cũ. Mình thấy nó sạch á. Dạ. Chùm sắm màu và tươi quá là chạy khi nó chạy chút lên thấy nó coi nó ấy. Ừ. Thì hồi chú ơi. Hồi chú đi đám đi, chú cầm điện thoại theo nó ra nó lựa màu gì nó gọi chú. Không cảm ứng hả? Điện Nokia. Đó, thì bữa hổm ở Sài Gòn á cả nhà. Thì trước khi đi mua xe thì Mập cũng có ngồi nói chuyện với Hoàng, ông nói là phải gọi về cho ba cho mẹ rằng hỏi ý kiến rồi này kia mua màu chứ không có được quyền quyết định. Tại vì cái gì vậy phải thì điện thông qua hỏi ba mẹ. Rồi phải ví dụ như ba mẹ con kêu là nó mời chú với cô lên mà chú cô lên không được mắc đám dỗ đó. Thì tính thôi vậy thôi để gọi về gọi video call về nhưng mà thật sự là chưa có mua được. Hôm nay về đây luôn. Thì xíu nữa có cô cũng đang đi làm cả nhà. Nó mẹ đi làm ở đâu anh quên dạ, mất rồi. Gần đây đúng không? Gần công viên gần bệnh viện Ba Tri. Ờ. Dạ. Đó, thì xíu nữa cô về cô nghỉ trưa xong mình tranh thủ mình đi ra mình mua cho thằng Hoàng cả nhà. Thằng cho nó có xe nó lên đem lên chảnh nó chạy tới chạy lui thì phải để dưới đây chắc khoảng tuần á. Đặng làm biển số rồi kia. Cũng máu. Dạ. Nổ chú ở dưới đây chú lấy biển số cho nó. À, rồi chừng nào có cái chú điện nó về nó lấy nó chạy lên. Chứ bây giờ cả nhà phải tranh thủ chứ bây giờ hả là một tháng là nó chi phí 3-4 triệu rồi.
đi gáp rồi này kia á, một ngày có khi cả 100 ngàn, rồi có khi nếu mà đi xa xa quay mấy chỗ mà thử thách xa xa là ra 200-300, nó ra hơn tiền nó nữa. Rồi nó nên mỗi ngày phải đội chi phí lên. Thôi kệ, trước sau cũng mua, thôi mua đại đi, thấy chú ha. Mua là được rồi, mừng cho con chứ đi đó, chứ nói chứ cũng nhờ dạ. Như Linh rồi chứ không cũng chúng, dạ con hay chất lời tạo điều kiện cho con thì vậy thì cảm ơn nhiều lắm. Dạ thôi chú nói, con cũng nói luôn thì nói chung con cũng làm cầu nói thôi, chứ nó không có khả năng thì con chắc nó cũng không có đi với con được, nó phải có khả năng được vô ha. Đó thì thôi nè nè, bữa nay là có đi xuống có quà, đợi bữa cả nhà nói là sao không có quà, không có cho tiền vậy chơi, nhưng mà thật sự là có cái nhà đó, có quay xong thì Mập cũng có gửi quà cho nhà, nhưng mà thật sự kiểu như sợ chú với cô ngại mà không gửi, mà cả nhà phản ứng quá trời đó. Thì Linh dạ. Gửi quà về chú với thay mặt thím, cảm ơn Linh. Trời ơi có lắm. Gì đâu chú ơi, do ba ấy vậy thì chút nữa ở đây dạ. Thì cây nhà lá dừa có chút nữa tặng vui về trả chở dạ. Cho nặng xe là dạ đây nè, là chú là chú đi là trồng dưa cho phụ người ta cái nhà đó, chú đem dưa về để mình luôn nè, có chi dùng nấy, nói chung về miền Tây thì có chi dùng nấy, nhưng mà đặc sản của Bến Tre là phải có dừa đó, về đây uống nước dừa xong hồi mà mình đi. Ủa sao dừa em đâu? Em không muốn, qua đây em muốn toàn dừa mà. Thì nói về hôm qua nay đó, rồi xong rồi đi mua xe cũng tranh thủ về chảnh, đừng đi là đi quay nữa đó, kiếm tiền dạ. Mà bây giờ có nhiêu tiền rồi mà đầu mua xe đó nè? Không, ý là em có tầm 60 là tích ra để đóng tiền học là 10 ừ. Đi đóng trọ cho cuối tháng với lại về quê ừ. Đó thì cũng mật mí cả nhà luôn là em là với chú còn hứa với mấy đứa là ví dụ như Hoàng hay Bất Kỳ Tấn hay là Yến như cũng vậy, hay là ví dụ mới mốt camera luôn, nó có mua mà nó nếu mà nó còn làm cho con luôn là con cũng vẫn gửi cho phụ đứa vậy là 5 triệu thì con Hoàng con cũng cho nó thêm 5 triệu để cho nó mua cho nó đỡ một xíu. Kiểu như là hỗ trợ anh em, ví dụ như cũng được chắc cũng cỡ 10% à. Dạ đúng rồi. Ừ, 6 mấy triệu, không tới 10% nhưng mà cũng đỡ em phần. Dạ. Thay vì nếu mà anh có tiền nữa thì anh phụ thêm nhiều, nhưng mà thật sự là cũng giờ cũng còn eo hẹp lắm. Thì phụ được nhiêu phụ, nói chung là cũng ít đồng nhiều. Em phải nhiều mà. Nhiều hả? Phải nhiều quá. Ừ, nhiều thôi vậy thôi tắt quay lại. Rồi nói chứ hứa rồi, nhà hứa nhiều lần lắm rồi. Nên bây giờ tắt quay lại cũng cỡ nhiêu đó thôi. Đó, thì nói chung là cái clip này không phải là cái gì, nhưng mà thật sự là nói dạ. Nói thật sự là khoe đó, khoe là Hoàng nó giờ nó mới có 19 tuổi thôi mà ngon hơn anh em mình xưa. Đó, anh em mình xưa nhiều khi muốn có cái xe đi lại thôi mà khó. Hồi đó con mới lên Sài Gòn là mượn xe bà cô chạy mấy năm trời, tới 20 mấy tuổi mới có chiếc xe riêng cho mình, mà mua xe có mấy triệu, đó, mua 3 triệu hay gì, mua xe cũ chạy. Rồi tới bây giờ mới có xe em này ngon rồi. Đó, nhưng mà không phải là có nhiêu đó tiền là đi mua xe cả nhà. Nhưng mà đó giờ nó làm là nó có gửi về cho chú, có không chú? Có gửi về. Đó, chứ để nó nói nó gửi mà nó gửi ở đâu không chết. Đó, gửi về cho chú rồi đóng tiền học rồi này kia, rồi giờ cũng dư ra mớ đó nha. Nên mới mua xe chứ không phải là em nó đua đòi cái gì, nhưng mà thật sự là mỗi lần mua thì mỗi lần nó khó thì thôi mua cái nào cho chất lượng luôn. Đi cho nó bền. Ừ đúng rồi, nó thì với lại một phần nữa là Mập muốn ghi lại cái hình ảnh mà lần đầu tiên Hoàng ở trong đời có một chiếc xe cho riêng mình. Lần đầu tiên mua món đồ cảm... mà đắt tiền nhất. Đó, cảm giác nó sẽ nó đáng chia sẻ với cả nhà. Nhiều khi anh đó anh mua xe rồi anh biết rồi. Đấy đó, nó háo hức đó. Giống như ra quay vui lắm. Giống như là giờ nôn nao không? Nôn nao chứ. À, thằng này nữa là nôn không? Nôn. Mày là mấy ngày nữa mày mua rồi? Hồi tối này ngủ. À. Mấy gọi trời không, cái đó là điềm lành đó em. Hả? Đây rắn là điềm lành. Thôi anh ơi, lạnh vừa lành em sợ nó bắt chết. Còn ăn
ấn nước. Thôi mà con gắn gì con sợ chứ chú ơi. Hả? Rồi tới đây quên mẹ hết. Mấy ngày nữa. Hả? À, mấy ngày nữa hả? Mấy ngày nữa em thấy sao? Em cảm thấy nôn không? Nôn. Mà đó giờ em có xe cho riêng mình rồi mà. Trời, em có. Có cái xe em chạy đó. Xe của chị hai em. Ờ, vậy là cảm xúc của con Tấn cái mốt cũng ngay chàng như em luôn. Nhưng mà Tấn là người ta là con cưng. Tấn mua xe hơi. Tấn nó sẽ, cảm xúc của con Tấn nó sẽ khác rồi nha. Thầy có. Đi rồi. Ghê quá. Đi rồi. Rồi thì bây giờ thì Mập sẽ ngồi đây uống nước một xíu. Rồi mình sẽ cùng với lại mấy anh em Hoàng với lại cô. Chú thì giờ chú bằng đi đám rồi cả nhà. Để đi mua xe cho ông Hoàng, lựa màu rồi cái kiểu mà sẽ ghi hình lại coi cảm xúc của nó ra làm sao. Không mà anh hỏi câu kia, có bằng chưa? Em có rồi. Có rồi. Yên tâm. Đúng rồi. Thì xuống dưới Sài Gòn á, chạy nhiều khi nó hơi đông, đường xá nó hơi đông nên xe mình xe mới á. Thì em chạy em nên đầu tư thêm hai cái khóa nữa, khóa lại cho chắc. Hồi nói chung là thật sự là mua đó mua xe về đó, mới đó, là kỹ lắm. Trời kỹ lắm chú, mua chùm đồ dữ lắm nha. Cái gì mới là có khả năng rồi vậy đó. Trời ơi mà dắt ra dắt vô mà lỡ chạy một cái này trang như mình bị chạy da chạy thịt vậy đó. Xót lắm. Mua cái màu trắng sử dụng xám là xám mấy thôi, với màu đen á, coi vậy chứ màu đen nó đẹp. Dạ. Chứ mình đừng có mua màu tươi quá, nó dọn chiếc xe mà nó hả tày sơ sơ là mình thấy nó dễ thấy. Nó dễ lộ. Ờ, dễ lộ ra, còn mình để màu. Chứ cái màu trong cái điện thoại đó, cái màu đó cũng đẹp đó. Đúng không? Ừ, đó, thấy hay không? Thấy anh hay không? Kiểu như là phải gọi về mới hỏi ý kiến ba mẹ là người lớn, người ta sẽ có một cái suy nghĩ riêng, người ta sẽ tư vấn cho mình nó hay hơn. Chứ em tưởng nó có màu đen mà kiểu màu đen nhám á. Ừ. Mà không có. Cái màu đó là giờ cũng chú làm. Chú đi ra đi trồng cho người ta là bây giờ là thu hoạch luôn hả chú? À, giờ tôi thu hoạch đó. Rồi bây giờ 2 tháng là mình thu hoạch đó. Chú là làm phụ người ta vậy là ngày mình được người ta gửi mình nhiêu tiền? Dạ cũng như cơm người ta nuôi bữa trưa thì nó trả mình 3,5. 3,5. Nhưng mà đâu có làm xuyên suốt đâu. Cũng tới mùa làm chứ như ta cần ta gọi mình tới Tết á chú có chồng ở dưới không tròn có mà cái này là bự cái đó là ở đây không có mua cái đó là chỉ cái vừa đó nó chân thôi. Vừa có chồng nhiều không chú? Nhiều lắm mà hai mẫu mấy vậy đâu phải mình chú làm nó nhiều người rồi. Hay nói là đó giờ nghe nói dưa là dưa Long An á. Nhưng mà về đây nghe nói dưa Long An nó đâu có ngọn đâu, đâu loại là bằng cái dưa này, cái dưa này kêu là dưa Cùng Hố. Cùng Hố. Ủa này mà cha chồng gần Cùng Nhàn đúng không? Xa, còn đó qua Cùng Nhàn xa. Cùng Dương cái gì đó. Ở đó Cùng Nhàn, còn cái này Cùng Hố đi về bên ấy này chót ở đây nè, đi tới cái biển. Rồi thì thôi. Dạ. Thì anh em mình ngồi uống nước một xíu rồi bây giờ cái mình kéo ra nhau ra ngoài kia cũng gần đó nha. Chứ ban đầu tưởng đâu về dưới đây thì ít cửa hàng mà nãy đi con đi về dài cũng nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều. Lớn mà. Nói chung là mẹ của ông Hoàng là nói là ba tri là mẹ ông Hoàng rành hơn tôi. Chú ít đi rồi đó hả? Ít đi lắm, cũng như làm ví dụ sáng đi làm là chiều mới về. Có công có chuyện nào. Có công có chuyện mới đi. Chứ. Dạ. Cũng biết nhưng mà điều mẹ Hoàng đó, tổng là nó đóng rồi mua xe nó cũng mua từ sáng ông hình như Hồng Dân về Hùng Dũng nhiều lắm. Dạ. Thì họ cho ra chỗ nào nó nó mỗi cửa hàng nó làm mỗi giá. Anh xuống anh em mẹ. Có tranh thủ về đi với chứ. Chứ. Con vô luôn rồi. Anh vô nè. Con vô luôn rồi. Dạ con vô luôn rồi. Nãy giờ ông quậy đục trời ở đây rồi. Dạ. À, cha ta về chưa? Cha về luôn rồi, giờ cha đi đám. Ừ. Về đi với thằng Quà. Thằng Quà đi, giờ nó mới đi đám. 2 tiếng nữa tôi mới đi được, 2 tiếng nữa mới về được. 2 tiếng nữa hả? Rồi. 2 tiếng nữa vậy thôi, mình ra trộn mình chơi. Rồi 2 tiếng nữa mình về mình đi. Đi vòng chơi đi. Dạ. Đấy, ý là tụi con đợi cô về đặng đi mua cho em nó. Rồi chừng nào cô về thì đi. Dạ. Ê, vậy mà Quang nó chiều mới xuống, chiều rồi ăn nấu ăn uống gì. Dạ thôi, được rồi cô, để đi ăn. Quang mua đồ gì đấy, lên cái lọc đồ, ghé là cho rửa xe rồi chứ. Rửa luôn á. Phải rửa xe. Trời ơi, nóng hổi luôn. Là cho máy nó chạy, nó lấy
Cô có chỗ nào bán heo quay không cô? Heo quay, heo quay hả? Heo quay. Có. Heo quay chắc heo quay miếng. Cho con góp con heo rửa xe. Cô không biết ai á, anh Lộc quá cô, anh Lộc á. Cái xe Lộc á. Nó về mẹ. Biết rồi. Dạ. Thôi cô làm đi rồi chừng nào cô về rồi đi tụi con đi vòng vòng chơi. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Rồi thôi giờ đi vòng vòng cho Lộc anh bào clip hai clip nữa rồi xong mình đi mua xe cái nhà để cho chú đi đám nữa. Chút nữa là mua xe xong là về đây chơi lên. Dạ dạ. Với chú mà hồi qua đám giỗ là mấy chú mấy bác rồi biết Hoàng nó làm cái này không? Có coi không? Làm đi với em. Dạ. Biết chứ mấy chú đó. Em uống đúng một ly rồi mấy người đó là mời biết con em uống. Nó uống quá trời luôn rồi, con nói là để thả về chứ này uống giữ tận lên. Không vậy nó đó ở nhà đâu có đâu nhậu đâu. Chứ này chắc mà nội biết mua xe rồi nội chúng mừng dữ rồi. Là hôm hai bà cháu nói chuyện tới phía mới về. Dạ. Đúng ra là hôm qua về chơi nhưng mà con kẹt cái chỗ nên thôi. Nói chứ ấy thì tháng 8 là dạ. Chính thời gấp xíu chuyện hôm qua dạ. Về bên ngoại Hoàng chơi. Chừng dạ. Ấy với Lộc rồi về bên dạ. Vĩnh Long. Vĩnh Long dạ. Mình nữa mình đi có đi Hoàng Khao á cho gần khỏi đi Mỹ Thuận xa mất qua Hòa. Dạ dạ. Còn đi cái đó đi qua tới Vĩnh Hoàng Khao là mình quẹo à, mình khỏi qua Hòa qua Bổng vậy. Dạ dạ. Đi Vĩnh là đi nên Mỹ Thuận mất qua Phà đâu cực. Dạ. Đi đường nó gần mình về thành sao. Dạ. Cái này đủ lên hôm rồi có ngoại nó hơi nữa. Nó rồi qua mấy anh em qua chơi. Không, dạ. Con đi về á. Mọi tư này kia chạy hỏi. Hả hổm rồi con ở khách sạn ở bên chỗ quảng trường á. Dạ. Rồi nó có mình nó đi à. Ngoại nó tiếng mấy đồng hồ hai tiếng gì đó. Dạ. Rồi thôi cái nhà thì bây giờ mình tắt máy xong xíu mà mình quay ngoài kia cho cả nhà xem cái Hoàng cái sao nha. Yeah. Rồi nha cả nhà. Rồi ok. Lâu quá nữa chứ. Rồi ok cả nhà ơi, thì bây giờ mình tới cửa hàng xe cả nhà. Thì nói chung là mình xuống đây cũng lạ nước là cái mà nhờ có cô Sáu. Hả? Có cái. Cái gì? Em là cái để chỉ đường. Em sao nói kỳ em? Nói nước có cái thì à, nói. Chứ mày nói gì à. Vậy? Rồi, vậy cô ở đây cô nói là cửa hàng ở đây là người ta mua xe dân, ở đây là người ta mua ở cửa hàng này cả nhà. Tại nó có tới mười mấy chi nhánh luôn hả cô? Ở Bến Tre mình luôn. Dạ, thì cô ở đây thì cô cũng biết cô giới thiệu mình thì cũng đỡ cái chi phí cho Hoàng, nhiều khi mình mua lầm là nó chênh lệch mấy triệu cả nhà. Nghe nói là vậy á. Với lại ở đây có cái dòng mà Hoàng nó thích nữa. Đó, thì bây giờ thì mình vô mình sẽ hỏi cửa hàng coi người ta tư vấn cho mình cụ thể ra biển số rồi này kia nữa. Với lại hôm nay có anh Lộc rồi, anh Lộc cũng có kinh nghiệm nữa chứ mập thì mập không biết giờ, mập chạy xe nhiều khi tới thời điểm hay nhớt thôi. Đó, chứ cũng không có gành về xe lắm đó nha. Nên hôm nay anh em đi vậy cũng an tâm rồi đó. Rồi sao cảm xúc giờ sao mày? Nôn. Nôn hả? Nôn anh làm nôn thôi. Rồi ok. Nhưng mà con nghe em mua xe vậy con cũng nôn không? Con cũng nôn. Nôn hả? Cho nó. Dạ. Thì cũng tranh thủ cả nhà, bây giờ là còn nửa tiếng nữa cô phải đi làm nữa rồi. Phải mưu sinh nữa rồi cả nhà. Bây giờ mình đi vô luôn, mình quay cho nó nhanh có thể ha. Đây đây. Ủa dạ, cái này chân nó bị đau. Dạ bên đây. Dạ. À, cảm ơn anh chu đáo quá nè. Hả? À. Đây thì mình cũng giới thiệu luôn cho cửa hàng luôn cả nhà. Đây là mình đang ghé cửa hàng xe máy Quỳnh Thành. Cái này địa chỉ là đây, tỉnh lộ 884, ấp 2, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Cái này là cửa hàng trên Bến Tre. Rồi thôi vô đây hỏi ảnh đi em. Nhiều xe quá. Anh ơi, cho em hỏi ở đây là mình chuyên về Honda thôi hả? Đúng rồi anh, ở đây chuyên Honda. Chuyên Honda thôi. Dạ. Em nó còn màu khác không? Đó. Chuyên Honda ở nhà các dòng xe của Honda luôn. Nhưng mà Hoàng thì nó lựa cái E-Black của 150. Ủa, 160. Nó có màu này nè, mấy màu anh?
Hiện tại là có màu này với màu này ở đây. Hiện tại cửa hàng mình đang có hai màu. Hai màu. Dạ. Ủa em thấy nó còn màu đen với lại màu xám nữa mà. Đúng, màu xám xanh nữa. Nó còn nhiều màu lắm nhưng mà tại hiện tại cửa hàng mình chỉ có hai màu này thôi. Rồi sao? Ít hồi em đi coi màu để mua. Hồi nãy là cô có nói là anh là thích cái dòng 160 là cái màu này. Cô thích màu này hả? Đó chị mà. Cô cái màu không? Nhưng mà cô tính đi nhìn tổng quát á. Nhưng mà em thích màu nào? Bữa em lựa màu nào? Thấy màu xanh xanh kia cũng ok. Xanh đó. Nhưng mà ý là anh có cái màu xanh ở đây không? Hay là nếu mà em mua màu xanh là anh có không? Ta chuyển ở trên kho khác hả? Đúng rồi, mình sẽ chuyển từ kho thẳng. Chuyển lâu mà anh? À, dạ, ví dụ mình làm mình tới xe thì cũng mình có thể là sáng mai hả? Sáng mai em về Gòn mất tiêu rồi. Đâu anh liên hệ em coi cái cửa hàng nào ở Bến Tre mình mà có xe đó em chạy lên luôn. Ở bên chi nhánh của mình đó. Chi nhánh của Quỳnh Thành. Quỳnh Thành. À. Nhấn ủng hộ cửa hàng bên mình. Dạ. 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 Xui. Dạ. Ở đây thì tại vì cái phiên bản mà của 160 là nó có 4 màu. Mà ở đây chỉ có 2 màu thôi cả nhà, mà không có trúng cái màu của quản thích nữa. Mà tiêu chuẩn của nó là mình mua cái dòng. Đây em tham khảo giá luôn đi. Ở đây là phiên bản thể thao nè, xám đỏ đen, còn phiên bản này là phiên bản cao cấp. Dạ. Đúng rồi. Bạc xanh đen. Dạ. Là giá tiền là nó cao nhất á. Là bao nhiêu? Là chiếc này hiện tại nãy tính là 60.450.000. Là luôn biển số đó anh? À, đúng rồi, bao biển số luôn. Bao giấy tờ. Khi nào mình đi bán biển số công an xã nghĩa là mình tốn khoảng 250.000 trở lại nữa, đóng tiền cho công an xã. Rồi vậy là tính ra ở đây là rẻ hơn mấy triệu luôn á. Còn cái này à? Tại vì ở trên Sài Gòn bữa mình hỏi là nếu mà ra biển số luôn là 63 mấy, mà ở đây là luôn biển số luôn á, hơn 60 thôi cả nhà. Hồi nãy em hỏi rồi, nếu mà mình không có thẻ gì đây mà cũng có chụp hình đó. Cái này có em có không? Có thì cho giảm được 300 ngàn nữa đó. Còn thí dụ như biển số á, là mình ở chung tỉnh luôn là cỡ nào có anh? Nếu bản số trong vòng khoảng 2-3 ngày là mình có rồi. Còn đã nhở? Phải đi đóng thuế xong làm dịch vụ công xong rồi mình là có mới có biển số. Dạ. Là mình bấm ở đâu mình bấm biển số đâu? Bấm ở công an xã của mình ở luôn nha. Dạ. Công an xã. Ôi. Đấy là cái gì rẻ hơn trên Sài Gòn nhiều, theo 63. Rẻ hơn 3 triệu. 59. 59 nhưng mà ý là ra giấy luôn là 60 mà, hơn 60 chứ. 59 là tính luôn giấy tờ luôn. Ủa gì hả? Vậy là rẻ hơn 4 triệu á. Bản số như nãy em nói với cô là tốn khoảng 250.000 đổ lại nữa. Cái bảng màu xám xanh đó anh. Là bao nhiêu anh nói luôn biển số luôn là nhiêu? 59 triệu 250. Ủa không, cái kia kìa, cái đen xanh nó có một màu nữa. Cái đó bản đó là màu như màu giống màu này nè. Bản đó là bản 120 nè. Có màu xanh của. Rồi coi thử coi. Nếu mua nó hết màu nào mua vào đó. Xanh đen vàng không? Bản đặc biệt không? Là bao nhiêu? Đây là mình bảo hành bao nhiêu lâu anh? Cũng là bảo hành 3 năm anh. Xanh đen vàng. Là bảo hành máy móc 9 triệu. Vẫn 60, vẫn rẻ hơn 3 triệu. Đúng rồi. Là bao biển số đó. Là mắc nhất nè. 60 triệu 400.000. Mắc hơn 500.000, đúng không anh? Phiên bản cao. Phiên bản thì cao. Dạ. Dạ, hiện tại 160 bên em là hiện tại có 4 phiên bản ha. Thì dạ. Phiên bản đặc biệt có phiên bản tiêu chuẩn là hiện tại nó nằm trên kho. Dạ, ở đây thì tụi em chủ dạy như bán hết hàng, hiện tại là còn một dòng spot này với các sơ đen bên đây. Dạ, dạ. Rồi, ví dụ mà nếu mà em muốn một cái cửa hàng thì nếu mà nó có thể đầy đủ cái dòng xe, màu xe luôn á, thì địa chỉ ở đây gần nhất mình có thể lên Quyền Thành 1 là thành phố Bến Tre. Dạ. Là đây lên đó sao mình? Dạ, chắc nếu mà đi xe máy tầm khoảng tầm khoảng 4 mấy phút. Là đủ phiên bản trên đó để coi luôn. Rồi cô giờ cô đi làm rồi sao đó. Nhưng mà cô thấy nó lựa màu đó được không? Đưa mẹ coi thử coi.
mình mua ở đây thì tụi em lo hết, nghĩa là nhân viên sẽ hỗ trợ mình tới công an xã bấm biển số rồi làm giấy tờ cho mình luôn. Hậu khẩu mình ở đây luôn. Hậu khẩu ở đây mình ở xã nào? Vĩnh An. Dạ đúng rồi. Tại vì cái gì mà mình mua ở đây thì nhân viên tụi em sẽ đi hỗ trợ về mặt giấy tờ thì anh em sẽ làm được. Thấy cái màu của em này. Còn lên trên tới nóc kèn. Nhưng mà anh hỗ trợ là trong buổi chiều này lấy xe được không á? Tại mai em về Sài Gòn, mai nó cũng về rồi. Là anh là thích màu nào đó? Em thích màu xanh, xám xanh gì đó. Xám xanh là phi bản đặc biệt đúng không? Cái chiều, tới chiều tầm khoảng 2 tiếng được không anh? Dạ, tầm khoảng 2 tiếng tầm khoảng. Dạ. Rồi ok. Màu đó đi rồi em ngồi quán cà phê em đợi anh luôn. Dạ. Em gấp gãy lắm. Nó nghĩ nó thích màu nào. Đi qua bên kia mình xem giúp em cái màu xanh đặc biệt của phiên bản này. Phiên bản đời mới bây giờ được không? Dạ. Em thấy tâm đỉnh nó hơi bóng. Rồi đi. Thôi em mua ở đây luôn đi. Rồi, cho nó làm giấy tờ cho dễ. Đây. Hết còn lọt. Đây. Giới thiệu cho cửa hàng luôn cả nhà là đầy đủ dòng xe luôn. Nếu mà ai ở Bến Tre thì mình có thể lại ở đây để nó nhỏ nghe. Hoàng ơi, em đang mít đó. Đang mít. Thì bữa ở trên Sài Gòn mình hỏi cái nhà là giá nếu mà chiếc này á là giá nó sẽ ra 63-64 triệu, là vẫn biển số tỉnh nha, còn biển số Sài Gòn luôn là 68 triệu, nhưng mà về đây thì giá nó chưa tới 60 triệu. 59 mấy thôi. Giá này rẻ hơn 3 triệu á. Nhưng mà giấy tờ thuận lợi nữa, 2-3 ngày có biển số luôn. Ủa, cái màu này cũng đẹp mà tại em không thích cái màu xanh. Sao không thích cái màu xanh ấy hả? Cái gì cũng đẹp mà nó màu xanh mà. Kiểu như nó không có hợp á. Ờ. Cảm giác màu xanh. Ở đâu em đưa cái màu cái điện thoại đâu, cái màu xám gì đâu. Là Hoàng nó chọn cái màu này nè cả nhà. Ok, đưa khán giả coi thử thôi. Khán giả ưng bụng không? Rồi mua xe rồi mốt nè, cái này là nó kiểu như là nó đen xanh xanh xíu. Ừ, vàng vàng. Nó có series hết á. Ờ. Không có màu này. Màu này nó cũng na ná màu này nhưng mà nó không có viền xanh. Không có viền xanh. Cái viền xanh nó thay là cái viền đen á. Thì không màu này được nữa. Tấn mốt chọn màu nào? Màu à. Này, ở đây có cái màu tựa đen. Ừ, có đâu là anh có màu tựa tựa đó. Anh cái màu tựa tựa cái phiên bản đó có không cho em coi thử coi. Dạ, đây. À, cái này là Vario hả? Này là dòng 125 nè. À. Cái phiên bản đặc biệt của 125. Tắt. Rồi, ok. Đây, cái màu giống cái trang gì luôn. Nhưng mà 160, còn cái này 125. 125 á anh? Đúng rồi, 125. Đó. Rồi vậy thì cứ quất thôi. Đây nè, cái này là màu xanh kiểu như là xanh đó, xanh, còn ở đây là viền, nó vàng vàng nè. Nó khác kia là cái kia viền, này nó màu xanh. Không, cái màu này nó nhu nhu được á. Màu này giống màu navy đúng không anh? Màu xanh navy đúng không? Cái màu này là nó xanh nhạt á, xanh nhạt. Ủa anh, còn nếu mà bán 125 là luôn giấy tờ luôn là bao nhiêu? Rồi giùm em thử coi. 125 đi, không xì thì dứng. Ừ, ủa mua, em mua 160-125. Còn nếu ví dụ anh có mua, anh mua 125 mà anh đâu có tiền đâu đủ mua 160. 45 triệu 176 ngàn. Giá hơn 15 triệu. Luôn giấy tờ luôn. Dạ. Yeah. Giá hơn 15 triệu như hôm, nhưng mà ví dụ bây giờ có thể nhận 300. À. Còn ví dụ như bây giờ này nó mua chiếc này là có ví dụ mai mốt ra mua chiếc nữa có giảm nữa không anh? À, chương trình áp khuyến mãi nó áp dụng cho mình mỗi người một dòng xe thôi, nếu mà hai chiếc xe thì có giá đó luôn. Chứ không có cộng dồn. À, em tưởng tích điểm được 300.000 chứ. Rồi thôi bây giờ chốt đó đi, đừng cho anh đi lấy 2 tiếng nữa có. Ờ, à, anh về Sài Gòn cả nhà. Dạ, có xe bây giờ mình phải cộng tiền cộng khoảng 2 tiếng còn xe này. Dạ, chọc chứ nhiêu anh ơi. Bao nhiêu cũng được chứ, nó chốt là được rồi. Cái bạn mà đứng tên xe. Có sổ hộ khẩu gì không? Lấy
Dạ không, chỉ cần một công dân thôi. Rồi rồi, ok. Đây đi vô cọc làm giấy tờ luôn. Mình đang tham khảo mấy chiếc xe mà mình có khả năng mình mua cả nhà. Giống như mình không có tiền, mình tham khảo thử chiếc Accord rồi. Là bao nhiêu anh? Thí dụ như phiên bản này là cái mâm mới nè. Là luôn giấy tờ là bao nhiêu? Nếu mà cô chạy với này xe nha cô. Đâu cô lại cô thử, cô ngồi thử coi. Rồi bóng quàng sắm cho con chiếc. Không, cái này nữ chạy đẹp. Nữ chạy đẹp đó. Thôi mà cô mới chịu hát đó. Thì hả, chứ cô chịu hát nào? À bự hả? Vậy cô giữ rồi. Đây nè. Ông bên đây nè, bên đây là bên đó. Cái này ý hả? Ý. Áo ý. Áo ý thôi. Còn dạ. Sườn của máy là của Việt Nam. Em gán làm để mua thử chiếc chạy rồi. Rồi đó giờ ham mới thắt lắm, không có chạy. Rồi làm giấy. Ok. Dạ. Bây giờ là cọc trước 2 triệu để anh lấy cái xe đó về cái nhà rồi mới đem về nhà luôn. Nãy anh nói là một cái radio á. Gì? Là được mua cũng 59 triệu mà được tặng cái điện thoại, cái tặng gì đó. Ở sao không thích radio hả? Thích iPlus thôi. Thì đó mua. Nó mua rồi mua luôn. 59 950. Không thích cái kia, thích này. Giờ mình cọc trước 2 triệu phải không em? Dạ. Cái kia thì báo hơn. Đã biết em thích cái nào. Đây cọc trước 2 triệu. Ở đây mình có nhận chuyển khoản không? Ủa nhưng mà cái đó là 100 nhiêu anh, 150 ha? Ý là cũng 160 luôn. Hỏi mẹ coi chịu gì không? Không chịu, ho ho vậy thôi, đầy đi. Đây em gửi 2 triệu. Dạ. Vậy là xíu nữa phải thanh toán bao nhiêu nữa? 57 mấy nữa. Dạ. Đã ta. Có 40 triệu à, mình đi mua cái xe 59 triệu. Xíu mình quay lại mình lấy xe mình đem giấy cặp lúc này cho chị. Còn làm giấy sao chị? Dạ. Ví dụ như photo cái căn cước hay là sao? Đúng. Ý là làm giấy làm biển số hay là gì làm đó? Làm biển số là ở đây tụi em sẽ làm hoàn thành hồ sơ xong rồi tụi em sẽ liên hệ thì em chạy xe mới ra công an xã Chính Đàn là có nhân viên ra ngoài đó hỗ trợ mình luôn. Không, nhưng mà thí dụ em đứng tên nhưng mà ba em lấy biển số, bấm biển số rồi được không? Tên ba em bấm biển số, mình phải làm giấy ủy quyền. Ủy quyền qua ba. Ngày hôm nay là em lên lại Sài Gòn mà. Ngày hôm nay em lên lại, vậy xíu nữa chị in cái giấy ủy quyền ra là à. Em đem về nhà, em với ba em xách lại công an xã đó, mình chứng giấy. À, mình chứng cái đó nhanh lắm, mình đem vô trong cái chỗ chứng giấy, mình chứng một xíu à. Xong rồi cái khi mà đi bấm biển số. Em với cha em phải đi á, là phải hai người đi. Là phải photo căn cước công dân của em, căn cước công dân của cha. Với chị sẽ đưa giấy ủy quyền cho em. Hồi chị sẽ điền vô hết giùm em luôn. Em chỉ cần đem tới công an xã chứng giấy xong rồi cái ngày đi bấm biển số. Chị ở đây sẽ điện cho cha. Cha đem cái giấy ủy quyền, căn cước công dân của em, căn cước công dân của cha tới ủy ban có nhân viên hỗ trợ mình có biển số. Nhưng mà tầm khoảng mấy ngày vậy? Mấy ngày? Tầm khoảng 2 ngày hả? 1 đến 2 ngày chứ không có lâu. Ở đây nếu như mà lên dịch vụ công với đóng thuế xong rồi sẽ liên hệ với cha. Vậy đi. Tranh thủ đi để chiều ta nghỉ làm việc nữa. Mày đã trừ ra cái thẻ sinh viên không chứ? Sinh viên một xíu nữa. Anh giá hồi nãy anh có trừ sinh viên chưa anh? Anh bảo vậy chưa trừ sinh viên xíu nữa thu tiền mình sẽ trừ sinh viên ra ha. Rồi, ok. Có, 20 rồi. Anh xíu chừng nào có xe gọi em tụi em bên đây. Có xe sẽ gọi số điện thoại ở đây ha. Dạ. Có gọi liền em để chiều rồi kịp đi làm cái giấy ủy quyền. Dạ rồi. Rồi. Rồi ok đó, giờ đợi xe cái nha. Dạ, cảm ơn mấy chị. Rồi, ok cả nhà ơi, thì đây là chiếc xe mà nãy giờ mình chờ đợi.
cho Quàng đó nha. Mà hôm nay Quàng đi mua xe mà giống như mình đi mua, mình nói không à. Ủa, em có thấy sao, dạ, em vui sao? Quá, không biết nói gì luôn. Không, nhưng mà chưa trọn vẹn nữa, không còn nhận quà bên Hep nữa. Đi mua xe mà tưởng đâu lãnh bằng. Đây đây anh. Đây, cái phần quà này là cái gì cho anh? À dạ, thứ nhất nó kèm theo cho mình là một cái bảo hiểm xe máy 2 năm ha. Đây. Rồi. Của em. À, và kèm theo cho mình là một tặng cho mình là một cái voucher. Nhận em, nhận miễn em. Phí khi lần đầu tiên mình đi kiểm tra xe vài tay nhất định kỳ đồng hồ tại cái. Ủa, ví dụ như cái này em thay nhớt cho Sài Gòn được không? Dạ không. Tại vì cái này mình chỉ dành cho hệ thống xe máy Quỳnh Thành đó anh. Dạ. Dạ rồi rồi. Hay là quy đổi ra tiền vừa mặt được không? Dạ không. Dạ, vậy thôi để dành đây đi. À, mà chưa em hỏi cái nữa, ví dụ như xe khác em lại em lấy cái này em thay nhớt được không? Dạ không, cái đó là cái voucher chỉ dành riêng cho xe dòng xe. Vậy xe của mẹ được không? Không được, không được rồi mẹ ơi. Xe của mẹ đây, xe của mẹ đây thì sẽ được tặng cho mình là hai cái voucher thay nhớt trị giá 54.000, vừa thay nhớt, kiểm tra xe và rửa xe trị giá 54.000 ha. Thì hai cái dòng này mình có thể sử dụng được cho hai chiếc xe của mình ở nhà. Dạ rồi em gửi cho mình ha. Cầm mít thằng cháu quận cái. Cảm ơn. Rồi tiếp theo thì em sẽ gửi tặng cho mình là một cái nón bảo hiểm ha. Dạ. Rồi một cái áo thun đen với có đề chữ là xe máy Quỳnh Thành ha. Quá trời quà luôn. Dạ. Rồi tiếp theo thì em sẽ tặng cho mình một cái ba lô ha. Rồi. Dạ. Rồi. Anh không có quà cho môi giới hả? Kỳ vậy ta, môi giới đây không có quà chứ. Rồi thôi cảm ơn anh nhiều nha. À, thì cái chạy nếu mai khu vực ở Bến Tre đó nha. Cái này là trải dài từ khắp Bến Tre luôn, mười mấy ấy luôn đó nha. Thì cái nhà tới Quỳnh Thành này mà thấy là dịch vụ đây ok, giá cả cũng hợp lý. Hồi nãy là hình như là rẻ hơn tới ở trên Sài Gòn tới tận 3-4 triệu cả nhà. Đó. Thì sao? Cảm xúc sao em? Ôi, đây. Giống như em nói với anh là vui quá mà em nói không được nên lời luôn. Khóc đi. Hú hú. Cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con cái kiểu. Mẹ nha. Con giờ cảm giác con sao con? Cảm giác cô vui. Dạ cô cũng cảm ơn thôi coi có cái gì đâu cô ơi, chuyện nhỏ mà mai mốt nó gán làm, nó lấy chiếc xe này để làm để đẻ ra thêm nhiều chiếc xe nữa cho cô. Dạ xe bốn bánh không mẹ cái đi. Rồi nói chung là biết cảm xúc của Hoàng ở nhà, mình cũng từng mua xe mới rồi nhưng mà không có mua xe xịn giống như vậy, mua xe tèn tèn thôi. Rồi thì mình cũng hiểu cảm giác của Hoàng ở nhà với lại cảm giác của cô đó. Thì cô bây giờ là cũng trễ, cô cũng nán lại với mình chút để mình chung vui với lại Hoàng đó. Thì nói chung là mong là cả nhà sẽ thương yêu tất cả những em ở trong team, hoặc là yêu thương Mập Food để Mập có điều kiện để Mập lo cho mấy em. Thí dụ như bây giờ mua chiếc xe này thì tặng chỉ được có 5 triệu thôi, nhưng mà mai mốt thí dụ như mua lên đời hơn nữa thì Mập có điều kiện Mập tặng 10 triệu 20 triệu gì đó. Ví dụ như, nhưng mà cũng phải mong là cả nhà ủng hộ mới có điều kiện, mới có tiền này kia được. Đó. Còn em rồi em phải cố gắng làm sao cho kênh phát triển phụ anh ha. Rồi, thì nói chung là tới đây thì cũng xong ở nhà, là xíu chạy xe này về nhà là rửa đó. Rồi, ở nhà có nấu gì cho mẹ, nó nấu gì chưa? Có nấu gì rửa chưa con? Cá lóc nướng. Cá lóc, dạ. Cái gì nhanh nhanh cô, có gà thì thả vườn cho chạy nhanh nhanh chứ. Có luôn. Rồi, rồi, cảm ơn cô. Rồi, thì bây giờ thì rất là cảm ơn cái nhà. Nãy giờ đã xem hết clip mà mình chia sẻ về quá trình mua xe của ông Hoàng. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái clip này cho view cao cao. Thế nữa, mưa mốt đây tới 1 tháng 9 là mua xe cho 1 tấn nữa. Đó, thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ thì chắc anh em mình đi về, nếu mà được được hơn nữa mình sẽ chia sẻ những cái clip sau về cái quá trình mà rửa xe hay là cái gì đó. Rồi thì bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây. Rất là cảm ơn cả nhà nãy giờ đã dành thời gian xem hết clip. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nha. Bye bye.